Hello, xin chào các bạn. Mình là Phạm Huế và hiện nay thì mình đang công tác và làm việc trong ngành thẩm mỹ, spa và skincare tại Việt Nam. Thì Phạm Huế Beauty sẽ là nơi mà Huế sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm điều trị trong ngành thẩm mỹ của mình với hàng nghìn khách hàng và là nơi mà Huế sẽ chia sẻ những cái kỹ thuật cũng như là những cái mẹo để giúp cho chị em phụ nữ chúng ta sẽ chăm sóc da tại nhà nhưng mà sẽ đẹp giống như là chúng ta được đi spa chăm sóc. Huế thì có một cái may mắn đó là mình đã được đi học tập, nghiên cứu và đào tạo bởi những cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ ở tại Việt Nam cũng như là bên nước ngoài. Thì một trong những nơi mà Huế vô cùng là ngưỡng mộ đó là khi mà đến đất nước Hàn Quốc thì Huế thấy nhận thấy rằng là phụ nữ ở tại đất nước Hàn Quốc thì hầu như là da của các chị em rất là đẹp, rất là căng bóng và trẻ hơn rất là nhiều. Hầu như ở bên Hàn Quốc thì không có khái niệm về da bị nám sạm hay là những cái dấu hiệu lão hóa, họ rất là ít xuất hiện ở trên khuôn mặt của mình. Một phần là do là khí hậu ở bên đó, một phần là do là họ đã biết chăm sóc và sử dụng đúng những cái mỹ phẩm phù hợp với làn da của họ. Chính vì thế nên trăn trở này thì Huế muốn lên làm cái kênh YouTube này để Huế có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và những cái sự trải nghiệm của mình để giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta cũng sẽ có được một cái sự hiểu biết nhất định về làn da và sẽ giúp cho các chị em có thể lựa chọn được những cái sản phẩm tốt nhất cho cái làn da của mình để làm sao giúp cho chị em chúng ta có được một làn da thực sự là khỏe từ bên trong và đẹp ở bên ngoài, chống lại toàn bộ những cái dấu hiệu lão hóa. Chị em phụ nữ chúng ta thì khi bước qua tuổi 30 thì thực sự là sẽ có được một cái sự nghiệp thì thăng hoa và cái hạnh phúc thì viên mãn tròn đầy. Thế nhưng mà có một cái vấn đề đó là các chị em thì lại phải đối diện với những cái vấn đề là cuộc chiến chống lão hóa ở tuổi 30, cả về vấn đề nội tiết tố cũng như là trên làn da của chúng ta biểu hiện rất là rõ những cái dấu hiệu lão hóa. Thế thì may mắn cho Huế là do là mình làm ở trong ngành spa thẩm mỹ viện cũng khá là lâu rồi, thế nên là Huế có thể vượt qua được một cách dễ dàng những cái ngưỡng lão hóa da như vậy. Và rất là lâu rồi, thế nhưng mà Huế vẫn rất là hiểu rõ từng cái cung bậc cảm xúc khi mà phụ nữ phải trải qua tuổi 30 và bắt đầu đối diện đến cái việc mà da của mình càng ngày càng bị sạm, cái nếp nhăn xuất hiện ở trên vùng mặt thì càng ngày càng nhiều, mà chúng ta cũng đã sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm để níu kéo lại nhưng mà không hiểu làm sao mà làn da của chúng ta nó vẫn không cải thiện được nhiều. Thì chính vì cái trăn trở đó và hiểu được cái cảm xúc đó, thế nên Huế muốn làm cái kênh này để Huế có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm của mình, những cái kiến thức của mình để giúp cho chị em có thể vượt qua được cái thời kỳ khủng hoảng khi da của chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa một cách trầm trọng. Thế thì các chị em hãy theo dõi cái kênh này của Huế và comment những cái vấn đề của các chị em lên đây. Thì đối với những cái chị em mà bị những cái da như là da bị mụn, da bị dầu nhiều, da bị lỗ chân lông to hay là những cái da bị nám, bị sạm, da bị những cái dấu hiệu là nhăn trùng, chảy xệ hoặc là những cái da mà những cái chị em mà đã từng sử dụng những cái kem mà có cái chứa chất corticoid, kem trộn lột tẩy hoặc là những cái kem mà có chất lượng kém, bị những cái hiện tượng như là giãn mau mạch, da bị mỏng đỏ yếu và da cực kỳ là mẫn cảm, thì các chị em hãy đừng lo lắng bởi vì Huế đã trải qua tất cả những cái ca khách hàng đã bị tình trạng như các chị em và Huế đã giúp họ vượt qua được những cái giai đoạn khủng hoảng như vậy và để có được một cái làn da thực sự là khỏe từ bên trong và đẹp từ bên ngoài đó. Nên là các chị em đừng lo lắng và hãy theo dõi, hãy comment những cái phần bình luận và những cái mục quan tâm ở dưới đây thì Huế sẵn sàng song hành đồng hành cùng với các chị em. Ở đây thì Huế sẽ chia sẻ với một cái tâm thế là mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái kiến thức mà Huế, những cái hiểu biết mà Huế đã lĩnh hội được trong cái thời gian mà mình đã làm spa thẩm mỹ cũng như là trong cái lĩnh vực skincare hiện nay của Huế, thì Huế sẽ chia sẻ cho các chị em để giúp cho các chị em có được một cái nhìn đúng đắn nhất về cái làn da của mình, có được cái sự phân biệt rõ ràng nhất về các mỹ phẩm hiện nay để giúp cho các chị em có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm đúng nhất để níu kéo lại cái tuổi thanh xuân và giúp cho cái làn da của các chị em thực sự là khỏe đẹp, trắng sáng và căng bóng giống như là những cái chị em ở tại Hàn Quốc. Và với một cái tâm thế là Huế luôn luôn mong muốn là mang spa về tận nhà của bạn, thì các chị em hãy luôn luôn cập nhật những cái trang này của Huế để Huế sẽ chia sẻ những cái kiến thức mới nhất trong ngành spa và thẩm mỹ viện hiện nay ở tại Việt Nam và Hàn Quốc để giúp cho các chị em có thể có được những kiến thức mới nhất, cơ bản nhất về ngành spa và thẩm mỹ, giúp cho các chị em lựa chọn những cái
sản phẩm hay là những cái dịch vụ tốt nhất cho cái làn da của mình. Hãy theo dõi, cùng theo dõi với Huế và hãy song hành cùng với Huế để giúp cho chúng ta có thể vượt qua được cuộc chiến chống lão hóa hiện nay nha. Tạm biệt các chị em và hẹn gặp lại các chị em ở những cái lần chia sẻ tiếp theo.